trong rất nhiều người muốn làm thêm ở đây, bác đã chọn cháu khi biết cháu là sinh viên ngành tâm lý học. Chuyện đó thì có liên quan gì thưa bác? Thật ra con trai bác có chút vấn đề nhỏ về tâm lý, cháu gặp nó rồi sẽ hiểu. Em ăn nhiều vào, dạo này em gầy đi nhiều quá. Vợ con trai bác là Thanh, con bé đã mất 2 năm nay rồi. Từ ngày Thanh mất, chỉ nó mới thế này, bác cũng phải chuyển về đây sống vì lo cho con trai. Tại sao bác không đưa anh Chí đi khám? Nó nào đâu có chịu. Với lại cháu không nhận ra nó à, Chí cũng là một diễn viên khá có tiếng đấy. Chuyện này mà để lộ ra, không chừng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó. Cháu làm ơn hãy giữ bí mật giúp bác nhé. Bác yên tâm, cháu sẽ làm vậy. Một phần vì cháu cần công việc này, nhưng một phần cũng vì cháu thương hoàn cảnh của anh ấy. Bây giờ chúng ta chỉ cần thuận theo Chí, cứ coi như Thanh vẫn còn sống là được. Nếu không thì... Mẹ ơi, nhà mình có khách phải không? Đây là Hà, giúp việc mới nhà mình con ạ. Mẹ đang nói qua việc nhà cho con bé. Chào em, anh là Chí, còn đây là vợ anh, Thanh. Con dâu bác yếu lắm, nên từ đây việc nhà phải nhờ vào cháu rồi. Em chào chị, có việc gì cần chị cứ bảo em ạ. Em xem, thời tiết dễ chịu thế này rất thích hợp để ra ngoài đi dạo. Chị ấy đã mất rồi mà vẫn được đối đãi như khi còn sống. Chắc trước khi anh Chí phải yêu vợ lắm, hôm nào cũng tự tay vào bếp nấu những món chị ấy thích. Vị trí của chị ấy trong lòng anh Chí mãi mãi không ai có thể chiếm được. Quả là một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Em đã chuẩn bị xong rồi, anh vào mời cơm đi ạ. Chết rồi, thỉnh thoảng mình vẫn quên mất chị Thanh. Em ngồi đi, hôm nay toàn món em thích đấy. Nước cam hôm nay em đã pha đúng tỷ lệ chị thích rồi, chị thử xem có vừa miệng không ạ. Cứ mãi như thế này thì có ổn không đây? Cẩn thận, Thanh. Chuyện gì thế này, anh Chí? Các vết thương do kính vỡ gây ra, chỉ cần bôi thuốc sẽ lành lại. Còn chân phải bị bong gân thì nên hạn chế đi lại mấy hôm. Anh ấy nói chị Thanh trượt chân ngã va vào cửa kính nhà tắm. Anh ấy vì đỡ cho chị ấy nên mới bị thương. Chuyện này sao có thể... Thật ra đây cũng không phải lần đầu xảy ra chuyện thế này. Có lần thì ngã cầu thang khi đang chạy vội xuống. Nó bảo nghe thấy Thanh kêu gì đó hốt hoảng ở dưới nhà. Có lần nó vào bếp nấu bữa tối cho Thanh, không hiểu kiểu gì mà để bị bỏng nặng một cánh tay. Cháu vẫn không thể hiểu, nếu vì quá nhớ mong người vợ đã mất mà như vậy thì thật kỳ lạ. Thật ra có một chuyện bác vẫn chưa kể cho cháu. Trước kia do công việc bận rộn và có nhiều mối quan hệ nên Chí thường xuyên vắng nhà, bỏ bê con bé Thanh. Thanh có tiền sử mắc bệnh tim nên sức khỏe vốn đã không tốt, lại thêm tâm bệnh trong lòng. Ngày con bé mất, Chí nó đang mãi miết trong những bữa tiệc mà không hay biết gì. Cháu đã hiểu rồi, có lẽ vì anh Chí luôn thấy có lỗi với vợ nên mới sinh ra ảo ảnh, tự dối mình rằng chị ấy còn sống. Bác có thấy những tai nạn xảy ra đều là vì chị Thanh không? Anh ấy đang tự lừa dối mình, tự làm mình bị thương như một cách giảm bớt cảm giác tội lỗi. Không, không thể như thế được. Cháu xin lỗi phải nói điều này, nhưng biểu hiện của anh ấy rất giống một bệnh tâm thần mà cháu từng được học. Bác phải sớm đưa anh ấy đến bệnh viện. Cháu cũng biết nó sẽ không... Nếu cháu không nhầm thì những tai nạn này sẽ xảy ra ngày một nhiều và mức độ ngày một nguy hiểm đến tính mạng ạ. Chúng ta phải làm gì đó. Em mà thấy trong người không khỏe thì gọi ngay cho anh nhé. Anh ra ngoài có chút việc rồi sẽ về sớm. Anh và bác cứ yên tâm đi ạ. Chị Thanh cứ để em lo. Chị Thanh, em biết chị rất yêu anh Chí, chị sẽ đồng ý để em làm điều này đúng không ạ? Thanh, nhận được điện thoại là anh về ngay. Em sao rồi? Em mệt mỏi ở đâu? Anh đừng qua đây, em mệt mỏi lắm rồi. Là anh, lạnh khiến em mệt mỏi phải không? Em không được có chuyện gì hết, em đừng bỏ rơi anh. Anh xin em đấy. Em đã không còn giận anh nữa. Điều em mong mỏi nhất là anh được bình an và hạnh phúc. Em rất hạnh phúc vì anh còn nhớ đến em. Như vậy là đủ rồi. Hãy để em đi.
Thì ra anh đã giam em lại đây ư? Đúng vậy, 2 năm qua anh cũng đã quá mệt mỏi rồi. Giờ hãy nhắm mắt lại, ngủ một giấc và để em đi nhé. Hy vọng có thể làm cho anh ấy nguôi ngoai phần nào. Mẹ ơi, hình như con đã ngủ một giấc thật dài. Trong mơ con đã gặp Thanh. Cô ấy nói không còn giận con nữa. Cô ấy muốn con sống bình an, hạnh phúc. Cô ấy muốn con để cô ấy đi. Để anh ta khỏi hẳn bệnh thì có lẽ phải cần thêm thời gian. Nhưng tình hình thế này đã tốt lắm rồi. Em cũng nghĩ vậy. Vốn dĩ bệnh về tinh thần vẫn luôn khó lành hơn bệnh về thể xác, phải không bác sĩ? Hối hận chính là cảm giác dày vò tâm hồn con người ta mạnh nhất. Hãy sống thế nào để bản thân không phải hối hận điều gì. Lời nhắn trên tấm bìa cát tông. Từ giờ tụi mình phải chú ý quan sát hơn nữa Maria. Cẩn thận không lại xảy ra mất khách như đợt cuối tuần vừa rồi ở cửa hiệu đối diện ấy, mà lại mất toàn đồ đắt tiền nữa chứ. Chắc cô nhân viên trong ca đó phải đền nhiều tiền lắm nhỉ. Phải cẩn thận hơn mới được. Dạ, chào chị. Chị muốn tìm đồ gì để em tư vấn ạ? Có lẽ là đồ dùng học tập. Cứ để thằng bé tự chọn cô ạ. Hôm nay mẹ cho em tự chọn món đồ mình thích là vì học kỳ vừa rồi em được xếp loại giỏi đấy ạ. Em giỏi lắm, chúc mừng em nhé. Em cứ chọn đồ đi, xong chị sẽ gói cho em nhé. Vâng ạ. Em gửi chị ạ. Lần sau chị lại đến với cửa hàng chúng em nhé. Ừ, xin lỗi, thằng bé tạm thời chưa ưng được thứ gì, nên chị sẽ đến lần sau nhé. Không sao đâu ạ, hẹn gặp lại quý khách ạ. Vâng, chào hai cô. Barry, cậu lại đây một chút. Có chuyện gì vậy Linda? Con gấu Bắc Cực còn một con, vậy mà giờ không thấy đâu luôn. Lúc nãy tớ thấy hai mẹ con họ đứng mãi ở đây. Tớ nghi là chính là hai mẹ con họ. Chắc không phải thế đâu Linda. Chắc họ không làm vậy đâu. Nhìn hai mẹ con họ rất hiền lành thật thà. Thế con gấu đó đâu rồi chứ? Mất là chúng mình phải đền đấy. Mà thời buổi này không tin vào vẻ bề ngoài được đâu. Cứ thử tìm lại một lượt xem, biết đâu nó đang ở đâu đó. Trời ạ, điên mất. Linda, lại đây. Thùng gì thế? Trời, sao con gấu lại nằm đây nhỉ? Ai lại cho vào trong hộp thế? Tớ cũng không biết. Nó nằm đây, vậy mà mình lại lỡ nghi ngờ cho cậu bé đó. Hình như có chữ gì trên thân hộp này. Mẹ cháu không có tiền, vì vậy mẹ đã hứa là sẽ mua cho cháu con gấu bông này vào tuần tới. Vì vậy, làm ơn đừng lấy nó đi, điều đó sẽ làm cháu khóc mất. Cháu sẽ rất cảm ơn mọi người. Tên của con gấu là Bon Bon. Một cậu bé thông minh với tâm hồn ngây thơ. Đúng vậy, chắc cậu bé ấy thích con gấu này lắm. Tớ cảm thấy có lỗi quá. Nếu gặp lại, tớ sẵn sàng mua tặng cậu nhóc đó con gấu bông này. Nhưng không thể biết hai mẹ con họ có quay lại hay không. Có vẻ hai mẹ con họ có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta sẽ chụp ảnh những dòng chữ cùng con gấu bông này up lên mạng xã hội. Sau đó nhờ cư dân mạng share. Hy vọng mẹ hay cậu bé có thể nhìn thấy hình ảnh này. Nghe mù mờ thế, làm sao mà đến được hai mẹ con họ chứ? Sao không thử chứ? Sức mạnh của cư dân mạng là rất lớn đấy. Đã 1 tháng trôi qua rồi mà hai mẹ con cậu bé vẫn không đến. Hay là bỏ con gấu đó ra bán đi. Bọn mình cứ giữ mãi không bán, cậu bé đó có quay trở lại đâu. Kính chào quý khách. Chào cô có phải người đăng tin nhắn trên tìm hai mẹ con tôi không ạ? Thật sự cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi không bao giờ ngờ con trai tôi lại được tặng một món quà đầy bất ngờ như thế. Đâu có gì đâu ạ. Là tại vì những lời nhắn không thể dễ thương hơn mà bé đã để lại trên chiếc thùng. Thú thật với hai cô, thời gian này nhà tôi có hơi khó khăn về kinh tế, nên hôm đó tôi mới không mua được con gấu ấy cho nó. Con thích đồ dùng học tập mới nào hả Jim? Tập vở hay chiếc bút mới? Ôi, con xem này Jim, chiếc bút xinh chưa này. Jim! Ôi, gấu nhỏ, em thật xinh.
Mẹ, đồ dùng học tập của con không thiếu cái gì, mẹ mua cho con em gấu nhỏ này nhé. Đắt vậy sao? Chúng ta phải để dành tiền mua bánh mì và thức ăn nữa, nếu không chúng ta sẽ đói đấy. Nhưng... Con trai, hay con thử ra kia chọn món đồ khác, một chiếc bút hay tập vở chẳng hạn. Những thứ đó mẹ có thể đủ tiền mua cho con. Mẹ ơi, đồ dùng học tập của con tuy cũ nhưng vẫn dùng được, không phải mua mới đâu ạ. Con chỉ thích con gấu này thôi. Con thích con gấu này đến vậy sao? Nhưng mà thật sự mẹ... Con chưa thấy chú gấu nào xinh đến như thế này. Chúng ta còn phải để tiền mua đồ ăn nữa. Con có thể để con gấu lại đây hôm nay, và hôm sau khi lấy được lương, nhất định mẹ con mình sẽ đến đây tìm mua nó về, được không? Vâng. Bây giờ con có thể chọn chiếc bút hay thứ gì đó, hay mẹ dẫn con ra chọn nhé. Không cần đâu mẹ ạ. Con muốn để dành tiền để lần sau mua chú gấu bông này. Hôm đó tôi thấy nó đi kiếm cái thùng, nhưng không biết nó viết gì lên đó. Không ngờ nó thích con gấu đó đến thế. Tôi sẽ cố gắng làm, và sau này khi đủ tiền tôi sẽ quay lại đây để trả cô. Không đâu ạ, em đã nói sẽ tặng cậu bé làm quà kỷ niệm mà. Hy vọng con gấu đó sẽ làm cậu nhóc được vui vẻ và hạnh phúc. Cháu cảm ơn hai cô nhiều lắm. Cháu yêu hai cô như yêu chú gấu Bắc Cực nhỏ này. Vậy thì chị em mình cùng chụp lại một bức ảnh với con gấu này làm kỷ niệm nhé. Nhất định đây sẽ là một kỷ niệm khó quên của chị với cậu nhóc đáng yêu như em đấy. Cuộc sống vẫn luôn mang đến cho chúng ta những món quà theo những cách chúng ta không ngờ tới. Đó là món quà của yêu thương và chia sẻ. Yêu thương ngủ quên. Tình hình có gì mới không em? Bọn đàn em nó ngoi lên nhanh thật đấy chị ạ. Em nghĩ cũng đến lúc chúng ta cần đánh bóng lại tên tuổi của mình rồi. Nguyên nhân có lẽ là lâu rồi chúng ta chưa có hoạt động nào để công chúng chú ý. Em nói cũng đúng. Thử bài hướng cho chị xem giờ nên làm thế nào. Nhân tiện bà con ở miền trong đang bị lũ lụt, em nghĩ đây là cơ hội tốt để mình thể hiện. Em sẽ thu xếp với bên báo chí đưa tin. Lại làm từ thiện hả? Nhưng mà thôi cũng được, em giúp chị chuẩn bị mọi thứ đi, chị bận lắm. Vâng chị cứ để em ạ. Đến hôm đó chỉ cần chị xuất hiện nói vài câu mang tính chất tình cảm, để phóng viên quay là được rồi. Cái đó thì chị biết rồi. Hai chị em lại chuẩn bị làm từ thiện đây à? Nên làm thế con à. Mình vừa là giúp đỡ họ, lại vừa khẳng định được tên tuổi nữa. Mẹ pha cho mỗi đứa cốc nước cam đây, uống đi rồi hãy đi nghe. Vâng mẹ ạ. Hai chị em con sẽ tiến hành sớm và kịp thời. Có cần mẹ giúp quyên góp đồ cho không? Không cần đâu mẹ ạ, con tự lo được mà. Đây là toàn bộ số quần áo, đồ dùng chúng ta mua lại giá rẻ từ rất nhiều nguồn. Chị chỉ cần thể hiện tốt một chút nữa là chiến dịch hoàn hảo luôn. Chị có cần kiểm tra lại không ạ? Chị biết rồi, lại còn phải dạy. Trứng khôn hơn vịt hả? Kiểm tra cái gì nữa? Họ đang đói khổ chết cả ra. Có mà cho họ chả mừng khi bắt được vàng ấy chứ cần gì chọn lựa. Giờ cho gì mà họ chẳng lấy. Thì em cứ nhắc vậy, có thừa đâu mà. Ôi trời, xe hàng đi rồi hả? Mẹ đang định nhắc con kiểm tra xem quà tặng ra sao. Biết ở trong đó có gì xuống, còn nói với người ta chứ. Trợ lý nói với con rồi mẹ à. Có quần áo, giày dép và hai thùng đồ ăn mẹ à. Mẹ cứ yên tâm, chúng ta đi thôi mẹ. Bình tĩnh chị ơi, em nghĩ chị nên thay bộ đồ khác đi. Sao? Bộ này cũng không hở hang lắm mà. Nhưng mặc quần áo đi chị. Chị mặc váy lại đi giày cao thế này xuống vùng lũ không hợp. Được rồi. Dạ thưa bà con, thiên tai đã đem đến cho bà con nhiều mất mát. Cháu không biết phải nói gì để chia sẻ trước sự mất mát quá lớn này. Vậy nên cháu đã tự tay mình chuẩn bị những món quà cứu trợ cho bà con, bày tỏ chút tấm lòng. Xin bà con đón nhận ạ. Tất cả những thùng hàng này đều là những vật dụng cần thiết.
chính cháu đã chọn lựa để dành tặng đến mọi người. Các cô bác cứ tự nhiên đến lấy ạ. À. Hai thùng to nhất là hai thùng đồ ăn tạm thời cứu đói trong những ngày nước chưa rút ạ. À. Cô ấy chu đáo quá, vừa đẹp người lại vừa có tấm lòng thơm thảo. Thưa chị bận rộn như vậy nhưng vẫn dành thời gian tự tay chuẩn bị những món quà cứu trợ cho bà con vùng lũ. Cảm xúc của chị khi làm những việc đó như thế nào ạ? À? Được tự tay đi thu gom và lựa chọn những món quà nhỏ dành đến cho bà con, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được làm những công việc có ý nghĩa như vậy. Tôi mong rằng những điều nhỏ bé mà tôi đang làm sẽ phần nào làm ấm lòng bà con trong nỗi mất mát đau thương này. Cái gì thế này? Ôi chao, thiêu hết cả rồi. Chẳng biết đồ ăn để từ lúc nào đây. Toàn là những thứ đồ không dùng được. Cháu ơi, bà con chúng tôi rất cảm ơn cháu, nhưng đồ ăn thì đã thiêu hỏng hết cả rồi. Đồ dùng cũng toàn là quần áo hở hang sành điệu. Ở đây chúng tôi nghèo lắm, có mặc và dùng những thứ đó bao giờ. Vậy nên tấm lòng của cô thì chúng tôi xin nhận. Còn những thứ đồ này, mong cô mang về giúp cho. Cơm thiêu thì bỏ thôi bác. Còn những quần áo này toàn là quần áo hàng hiệu đắt tiền. Rõ đẹp mà các bác còn chê. Chúng tôi biết đây là những thứ đồ đắt tiền, nhưng nó không có phù hợp. Bà con chúng tôi đi cày, đi cuốc suốt ngày. Có ai mặc váy và đi giày cao gót đâu cô. Đây chính là những thứ đồ mà cô đã tự tay chuẩn bị sao ạ? À? Bánh thiêu hỏng và cả giày cao gót, váy áo hai dây. Thôi đừng có quay nữa. Toàn những tin gì thế này? Em đến đây ngay đi. Mọi việc rối tung lên rồi. Mà em còn làm gì thế hả? Tại sao giao cho em mỗi cái việc chuẩn bị đồ để tặng bà con mà em làm cũng không đến nơi đến chốn? Thì chị thấy em đi cùng chị suốt ngày. Chị bận em cũng bận, nên em phải thuê người đi mua. Bánh thì chắc mình đóng hộp sớm quá nên mới... Em thôi đi. Giờ báo chí rùm beng lên thế này, trang nào cũng thấy mặt. Thấy có chết không cơ chứ. Nào là ca sĩ tặng cơm thiêu cho vùng lũ, cứu trợ hay khoe của. Thật không thể chịu đựng nổi. Phải có cách xử lý chuyện này đi chứ. Nếu cứ tình trạng này thì xác định là sự nghiệp vùi xuống đáy đại dương. Phải có ai đó chịu trách nhiệm cho việc này. Tất cả là lỗi của em. Chị hãy cứ để em nói chuyện với báo giới, quy hết trách nhiệm về cho em. Em chỉ là quản lý thôi, có tai tiếng một chút cũng không sao hết. Đến lúc này rồi, chắc chị đành phải để em chịu thiệt thòi để giúp chị thôi. Em đã vì chị rất nhiều. Chị sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của em. Dạ, miễn sao danh tiếng của chị không bị ảnh hưởng là em vui rồi. Không được, con không được phép làm như thế. Con phải tự mình đối mặt và chịu trách nhiệm với việc này. Nhưng mà con... Con cứ đi làm việc của mình nhé. Bác muốn nói chuyện riêng với chị Sam một lát. Vâng ạ. Con à, đây là việc ngoài ý muốn. Nhưng mẹ thấy đây chính là lỗi của con và con cần đối mặt. Con đã không chú tâm đến quà tặng cho bà con. Người ta nói cách cho hơn của em cho. Con đem cho, nhưng con không hề để tâm đến việc mình đang tặng cái gì. Con phó mặc cho người khác. Nhưng mẹ ơi, báo giới người ta đang viết tanh bành về con rồi. Con biết phải làm sao đây? Con à, một lời xin lỗi chân thành sẽ khiến mọi người ghi nhận tấm lòng của con. Con phải luôn nhớ rằng giá trị của quà tặng nằm ở tấm lòng. Giả sử giờ con đang đói mà người ta tặng cho con chiếc bánh hỏng thì con sẽ nghĩ ra sao? Mẹ ơi, con biết con sai rồi. Ngày mai con sẽ mở hộp báo và xin lỗi mọi người mẹ ạ. Qua đôi mắt trẻ. Hôm nay tôi mời chị đến đây để nói chuyện về bé Ngọc. Vâng, có chuyện gì xin cô cứ nói. Chị hãy xem những bức tranh mà bé Ngọc vẽ gần đây. Hầu như chỉ có một màu xám xịt. Sao lại thế này? Tôi có mua cho con bé hộp bút có nhiều màu lắm mà. Vấn đề không phải là bé Ngọc không có màu vẽ, mà dường như cô bé không thích sử dụng màu sắc khác. Đề bài của bức tranh này là về thế giới trong mắt trẻ nhỏ. Chúng tôi yêu cầu các bé vẽ về những nơi quen thuộc của chúng theo cách mà chúng thích, hoàn toàn không có sự gò bó nào về màu sắc cả. Trẻ em vốn rất thích màu sặc sỡ. Những bức vẽ của các bé khác đều có nhiều màu sinh động,
nhưng tranh của bé Ngọc lại khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Ngọc à, sao con không vẽ thêm màu khác, con chỉ vẽ màu xám thì bức tranh trông sẽ buồn lắm. Con chỉ thấy màu xám là đúng nhất thôi. Gần đây bé Ngọc hầu như không nói chuyện, cũng không chơi với bạn bè. Chúng tôi e là có biến động gì đó gây ảnh hưởng đến tâm lý của cháu. Nhưng gia đình tôi vẫn bình thường mà. Chắc là dạo này vợ chồng tôi bận quá, ít có thời gian quan tâm đến cháu, nên cháu mới như thế. Vậy thì cuối tuần này, chúng tôi tổ chức buổi vui chơi ngoại khóa cho các cháu và cả phụ huynh tham gia. Chị sắp xếp với anh nhà cùng đến xem sao nhé. Vâng, tôi sẽ sắp xếp. Cảm ơn cô. Tôi có chuyện về bé Ngọc muốn bàn với anh. Lại có chuyện gì nữa thế? Chuyện về tâm lý của con bé. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm có gọi tôi tới. Thế cuối cùng là cô cũng không biết lý do vì sao phải không? Chính vì chưa tìm ra nên tôi mới muốn bàn với anh. Con bé là con của một mình tôi chắc. Tôi đã lo chu toàn kinh tế gia đình rồi còn gì. Con bé muốn gì được nấy, thích đi đâu là được cho đi. Rốt cuộc còn thiếu gì nữa cơ chứ? Tôi cũng không biết liệu có phải vì con bé phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi nên mới phản ứng như thế không? Không thể nào. Trước mặt con bé chúng ta vẫn tỏ vẻ tình cảm như bình thường. Nó vẫn còn trẻ con. Trẻ con thì chỉ biết ăn với chơi thôi, chứ biết gì chuyện người lớn. Nếu thế anh cũng phải tâm sự với con xem thế nào chứ. Việc gì anh cũng đẩy cho một mình tôi là sao? Đẩy cho một mình cô? Thế bấy lâu nay là ai nai lưng ra kiếm tiền để phục vụ mẹ con cô? Đã thế lại còn phải đóng giả gia đình hạnh phúc nữa. Anh tưởng tôi muốn đóng chắc chính anh là người không muốn mất mặt với mọi người, nên tôi mới phải diễn vở kịch gia đình hòa thuận này cùng với anh. Công chúa của ba sao giờ này còn chưa ngủ thế hả con? Con về ngủ đi, mai ba và mẹ đưa con đi chơi nhà bóng nhé. Con ngoan à, hôm nào mẹ mua cho con búp bê Barbie nhé. Ngọc à, con muốn ra kia chơi không con? Sao giờ này còn chưa tới không biết? Đã nói là phải đến chơi cùng với con rồi mà. Chà, nhiều màu sắc thật đấy. Vẽ như thế này có phải là đẹp không? Đây là nhà của ai thế? Nhà của các bạn ạ. Còn đây là nhà mình. Ngọc, con... Xin lỗi hai mẹ con nhé. Cả nhà mình sẽ cùng chơi trò chơi giành giải thưởng con nhé. Con không muốn chơi đâu. Ủa, sao thế con? Ra chơi với ba mẹ cho vui nào. Con không muốn chơi. Con không muốn chơi thì thôi, sao lại hét lên thế? Hét lên với bố mẹ là hư đấy biết chưa. Ngọc à, con nói cho mẹ biết, tại sao con lại không muốn chơi thế? Vì ba mẹ có vui đâu. Ba mẹ chỉ giả vờ vui thôi. Ở nhà cũng thế, ra ngoài cũng thế. Không có gì là thật cả. Thế là hết, con bé đã phát hiện ra vỏ bọc hạnh phúc của chúng ta sụp đổ rồi. Em thấy đã đến lúc chúng ta phải giải thoát cho nhau thôi. Anh cũng thấy thế, cứ tưởng đóng giả hạnh phúc sẽ tốt cho con, nhưng hóa ra lại làm con bé cô đơn nhiều hơn. Bây giờ anh tính làm gì tiếp đây? Em và con hãy ở lại đây, anh sẽ dọn ra ngoài ở. Có một căn hộ bạn anh đang cho thuê cách trường của con không xa. Vậy thì đợi anh sắp xếp chỗ ở xong rồi chúng ta cùng ra tòa vậy. Ừ, cứ làm như thế đi. Sao ba vẫn chưa tới hả mẹ? Mẹ vừa gọi điện, ba bảo sắp đến rồi con à. Ngọc! À, ba tới rồi. Dạo này em khỏe chứ? Em vẫn khỏe, còn anh thì sao? Ừ, anh cũng thế. À, em có cái này cho anh xem nè. Anh nhìn này, bây giờ những bức tranh của con về gia đình đã có màu sắc ấm áp rồi. Những bức ảnh. Bộ phim phỏng theo câu chuyện có thật, theo lời kể của anh Dan. Người phụ trách kênh YouTube Lisa Ring. Thành công rồi! Có gì vui mà cậu reo lên thế? Chúng ta đang rất khó khăn. Sao cậu không bán chiếc máy tính cũ đó đi để lấy tiền? Chiếc máy tính này có thể giúp ta kiếm được một khoản đấy. Cậu làm gì với nó để kiếm được tiền giữa cái nơi loạn lạc này? Cậu hãy nhìn xem. Tớ vừa lấy cắp được tài khoản cá nhân trên mạng của một tay nhà báo ở Pháp. Theo như tớ tìm hiểu,
thì anh ta đang phải làm nhiệm vụ ở đất nước chúng ta. Cậu làm thế thì có ích gì chứ? Cậu ngốc quá. Tớ sẽ dùng tài khoản cá nhân của anh ta để lừa bạn bè của anh ta. Chúng ta sẽ kiếm được một khoản đó. Cậu đừng làm vậy. Neto, nếu đất nước mình không có chiến tranh, thì giờ này tớ đã trở thành một kỹ sư máy tính và kiếm được nhiều tiền rồi. Hơn nữa, họ nhiều tiền lắm. Chúng ta chỉ lừa một chút để kiếm ăn thôi mà. Hư Hamad, cậu có bưu phẩm này. Anh ta đã gửi sang cho mình thật. Dễ bị lừa quá. Máy ảnh ở đâu ra thế hả, Hư Hamad? Tớ dùng tài khoản lấy cắp của gã nhà báo. Nhờ đồng nghiệp của anh ta đang ở bên Pháp, mua hộ tớ một chiếc máy ảnh xịn. Trời ơi, đây là một chiếc máy ảnh cũ mà. Michael, tớ đang đợi được lãnh lương, mới đủ tiền mua chiếc máy ảnh như cậu nhờ, nên tớ gửi chiếc máy ảnh cũ của tớ cho cậu dùng tạm. Nó vẫn rất tốt. Tuy nhiên, tớ nhờ cậu một việc. Cậu có thể chụp ảnh bên đó gửi về cho tớ không? Tớ cần tư liệu cho những bài báo. Ồ, giờ cậu phải chụp ảnh để gửi cho anh ta sao? Có lẽ phải thế thì anh ta mới mua một chiếc máy ảnh xịn cho mình. Hư Hamad, cậu có bưu phẩm này. Anh ta gửi gì cho cậu thế? Có phải là một chiếc máy ảnh xịn như cậu yêu cầu không? Không, anh ta nói ảnh của mình chưa được chất lượng. Anh ta gửi cho mình tài liệu để học chụp ảnh và bảo mình chụp lại. Những bức ảnh của Hư Hamad ngày một chất lượng hơn theo sự hướng dẫn của anh phóng viên ngoại quốc. Hư Hamad, cậu nhìn xem này. Tập ảnh của mình đây mà. Phải rồi, nó đã trở nên rất nổi tiếng đó, cậu biết không? Nó được đăng trên rất nhiều tạp chí của nước ngoài. Tên của cậu cũng có ở đây. Anh ta đã làm việc này sao? Tại sao không nói gì cho mình biết? Thậm chí bài báo còn nói bộ ảnh này được in ra và đã bán được 5.000 cuốn trên khắp thế giới rồi đó. Mình cứ tưởng rằng đang lừa anh ta. Hóa ra chính mình mới là người bị anh ta lợi dụng. Trong lúc đó, tại Paris, thủ đô nước Pháp, anh ta đã giả danh cậu suốt một thời gian rồi đấy. Và vì thế mà cậu đã biến anh ta thành một nhiếp ảnh chiến tranh rồi còn gì. Tớ định sẽ gửi tặng anh ta một chiếc máy ảnh xịn như anh ta mong muốn và gửi toàn bộ số tiền bán ảnh trả cho anh ta. Sao cậu phải làm thế với một kẻ định lừa đảo cậu? Cậu hãy nhìn những bức ảnh của đất nước họ. Họ đang rất khó khăn. Chúng ta cũng nên làm một cái gì đó để giúp họ. Hơn nữa, Hư Hamad cũng có những bức ảnh rất có giá trị cho cộng đồng mà. Cái máy ảnh đẹp quá. Anh ta còn gửi toàn bộ tiền bán ảnh vào tài khoản cho mình nữa cơ. Tài khoản của cá nhân cậu sao? Có nghĩa anh ta biết cậu không phải là Michael, đồng nghiệp của anh ta rồi hả? Anh ta biết từ đầu cơ. Ừ, vậy tại sao... Mình xấu hổ quá. Anh ta thật cao thượng. Trong khi mình đã rút tiền từ tài khoản. Mình biết là mình cần làm gì với số tiền này rồi. Cậu ấy tốt quá. Vậy là tối nay chúng ta được ăn no rồi. Cảm ơn cậu. Anh ta đã dùng số tiền cậu gửi để giúp đỡ đồng bào của anh ta. Khi gửi tiền trả anh ta, mình đã hy vọng anh ta sẽ làm điều này. Và cuối cùng anh ta đã làm thật. Niềm tin vào con người của Thomas đã biến Hư Hamad từ một kẻ ban đầu muốn lừa đảo qua mạng trở thành một con người có ích cho xã hội như vậy đấy. Khi bạn cho người khác một cơ hội, họ có thể làm được những điều mà bạn không ngờ tới. Đôi khi, họ làm bạn ngạc nhiên và đôi khi bạn trở thành câu trả lời cho lời nguyện cầu của họ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.